Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2 thành phố Bạc Liêu vừa tổ chức mô hình đổi rác thải nhựa nhận quà. Trong ngày đầu tổ chức mô hình đã thu hút hàng trăm bà con nhân dân, học sinh các trường trên địa bàn tham gia. Qua đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2 đã thu về trên 100 kg rác thải nhựa như chai nhựa, giấy, túi ni lông, hộp xốp. Hoạt động này sẽ được hội duy trì tổ chức một quý một lần. 3 kg rác thải nhựa sẽ đổi 2 kg gạo, 1 thau nhựa, 1 rổ nhựa. Hàng ngày mỗi gia đình sử dụng rất nhiều vật dụng và thải ra môi trường, những rác thải nhựa phải mất hàng ngàn năm để phân hủy như chai nhựa, bọc ni lông. Điều này khiến môi trường sống ngày càng bị ảnh hưởng nặng nề như nước biển dâng, biến đổi khí hậu. Đây là hoạt động thiết thực được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2 thực hiện với mong muốn nâng cao ý thức giữ vệ sinh môi trường sống cộng đồng khu dân cư.